còn chưa kể hết thần tích của mình. Oracle không cần trôn được hệ thống, không còn hệ thống tác cây tính chất lượng bằng số lượng tác cây. Các mục tiêu quy mô nghiêu nghiền đều không đạt nữa. Dự án JTG xa lời vô thời hạn. Rồi, tôi đã kiểu con cua mỏi chân quá. Hôm nay bình thường thì ta mệt quá rồi. Tại đâu cũng lại là người. Mà này, ông biết là ông vẫn hay có cái thói là chậm deadline lắm đấy. Ờ kìa, này anh Tào, ở TV ấy, chậm deadline là chuyện thường, đúng là chuyện lớn đấy. Ở đâu lại mọc ra cái tư tưởng là chậm là bình thường mà đúng. À, dạ ngươn, dạ bẩm Ngọc Hoàng. Thần ý, thần thấy là chậm thì cũng có nhiều lý do. Nhưng anh em thần đấy, đang làm việc căng như dây đàn, tự nhiên ổ cưng nó nổ bùm một cái. Oracle 11G, thị trường Max.